Hello, welcome to my channel. Hôm nay mình chơi 12 game. Mình chơi trò Bendy. Bendy ran trước. Còn boss này vẫn boss thứ tư. Đẳng cấp rồi. Nó còn 3 mũ. Trời ơi, từ nãy chiến liên tục này. Khi nó quen tay gạt thằng đây là tự quẳng ngay. Mình đã rút hết con máu con đồ đồ. Trời, nó đấm như chưa bao giờ được đấm luôn. Chúng ta đi chơi trò Blind Zombie Hero. À, con bot nhân bản này. Mình thấy nó nhân bản này kinh lắm. Let's go. Đấy là biết ngay nó nhân bản mà. Con này nhân bản mấy con này. Là những cái bàn thể ở cái con này nó khác lại. Bắn trâu này con. Gì vậy? Mình măng con này đi, con này máu trâu quá. Thì cái cây này pit shot này nó bắn được 2 lần rồi. Mình không biết bắn được 2 lần luôn. Triển hạ một con này đi. Rồi xong rồi đông. Nó 3 máu mình bốc rồi. Bắn não luôn. Bắn con nữa. Đóng băng con này đi, con này trâu quá. Không trồng được cái cây này sao? Chắc mình sắp win rồi đấy. Và bắn thêm lần nữa mà sao máu. Ui, dồn đỏ thích, quần đỏ thích.
chết rồi, tôi chết rồi, chết rồi. Sao bây giờ phải đặt được cây ở đây nhỉ? Không đặt được ở đây cơ. Không đặt được ở đây. Một cái con ở ngoài nước này nó bắn mình kinh quá. Ô mày quá, nó thua. Đồng thì vỡ mồm nha. Chúng ta sẽ đến trò Teen Titan. Ở đây có cụ già đây này. Sốp à? Ồ, đâu rồi, có cụ già đây rồi. Ồ, mình có cái nhiệm vụ mới này. Giao lưu võ thuần luôn. À, ông này có Batman con ơi, Batman này. Giờ phải mang hết cả đội hình nhà ông thì vỡ mồm luôn. Ông bắn này nhìn trông cu tê hết. Nhưng mà làm sao ăn được? Chúng ta có Robin rồi. Bom khói, bom khói. Trời, cái ông này có chiêu vậy. Lia cái âm ấm trà này kinh thế. Trà mít hết này. Châu đấy. Là phải cho Robin cho đấy. Robin của mình chỉ là cái trâu máu đi. Sát thương kém lắm. Trời, thật không thể tin được. Uống máu, uống máu, hồi máu. Nhanh, nhanh. Rồi, hồi máu kinh không? À, khỏe phết, ông già khỏe lắm. Tuyệt vời. Lại hồi máu tiếp. Ủa, uống này để làm cái gì đấy? Wow, lucky. Kametoko. Trời ơi. Không thể đi được. Ready for your beatdown. Quá khỏe luôn. Chúng ta đi chơi cái trò Spider-Man đi. Ở màn này có Mary Jane này. Chúng ta hãy cố không bị rơi trong cái vùng axit này. Thank you.
thôi. Chúng ta sẽ chơi trò Scary Teacher. Ice looks frozen over. Let's check. Perfect. It's going to be a good skating session. Let's go. Ồ, oh, thế mà ông cầm cái chai nước này đi nhỉ, quên mất rồi. Mình cầm luôn cái kia, cái tích nước này, à, cái ấm nước này tốt quá. Where is my dress? Đấy. Đợi bà giáo đứng lên. Ơ, ơ, không nhìn thấy à? Đứng ngay trong cửa kính này, không không nhìn thấy này. Cô nhóc của mình. Chúng ta sẽ chơi cái trò Five Nights. Free. Let's go, let's go. 12 giờ đêm. I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact. So, một con chuồn rồi. 3 giờ sáng là một con chuồn rồi. Chờ mình còn một viên pin. Một viên pin thì làm sao mà ok được nhỉ? Đóng hết cái cửa lại. Ô, 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 một con nữa nó đi nốt rồi. Đây, 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 đây. Con này đây, mình đóng cửa rồi. Nhưng mà làm sao để chống được cái bọn này? Bọn này đây. Tối lắm này này. Ô, đi hết rồi. Còn một con thôi. 4 giờ sáng rồi. Còn 23 giây nữa là nó sẽ bắt đầu nó đi nốt đấy. Mình theo dõi con này thật. Ô, hô, hô. Đóng hết cửa. Vẫn còn, nó vẫn còn đây này. 13 giây. Xem con này có đi không. Đây, 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 đây. À, mấy con gấu này trông chun thế nhỉ. Đeo kính thôi.
con này chắc là đi nuốt đi. Mình đóng hết cửa rồi nè. Đóng hết rồi nè. Ui, tôi chết rồi. Tối quá không nhìn thấy gì cả. Tôi đóng cửa rồi mà. Chứ bây giờ phải làm gì nữa đây? Không có một cái công tắc nào đây cả để mà chống lại cái bọn này đâu. Ôi tôi chết rồi. Tối quá không nhìn thấy cái mẹ gì cả. Hết rồi. Hết rồi. Chúng ta sẽ vào cái trò ice cream. Ôi, sao quay tít thò lò này. Đau cổ thế nhỉ? Mẹ còn mấy hôm nữa đến Tết mà mình chưa đi sắm được cái gì đây? Bắn này. Không hiểu sao con máy này đi rất chậm nên là mình không thể thực hiện được một số thứ. Tôi chết không? Bắn rồi không trượt phát nào. Trong này nó bây giờ lấy sáng là mình chỉ phải tắt bỏ cái đèn thôi. Đấy. Giờ ông đang chờ kích hoạt. Mẹ một pha lừa. Cái gì đấy? Trốn này cho na. Hy vọng ông vào rồi các bạn. Đây. Có vậy không vào hả? Ui! Trời ơi đứng ngoài hù. Nhốt trong này. Đủ không nhặt được cái này nhỉ?
nhặt được cái này cơ. Cay quá. Nhặt ở đây đây rồi. Mình sẽ vào cái trò Five Nights 4 này. Như là đi canh trộm mất. Bãi game. Mình chưa chơi cái này cũng quen thôi. Chưa con gấu nào xuất hiện đấy đâu. Đóng cửa lại. Vậy mình đóng cái cửa này chưa đóng à? Đù. Ui. Vẫn còn con gấu này. Con gấu này nó bắt đầu di chuyển rồi sao ấy. Về ghê. Đã thấy con gấu nào đâu. 4 giờ sáng rồi. Ui. Bọn này nó đến nó cướp con gấu này mình đúng không? Chắc là thế rồi. Năm giờ sáng rồi. Đây. Ông này vẫn còn đây. Còn như nào đó thì mình cũng đinh biết bởi vì chưa chơi cái này, chưa xem hướng dẫn cái gì cả. Đóng cửa đấy. Đủ mày sắp 6 giờ rồi đấy. Mấy con gấu gấu có cái răng ấy nó cứ giòm giòm. Tôi chết rồi. Mày chuyện gì vậy? Bom. Ủa? Con gấu này đâu rồi? Ơ, nó đâu rồi? Mình cứ tìm bước chân nó sẽ chạy ra. Chơi mấy cái trò này thì chả hiểu cái gì cả. Ồ, nó ào rồi. Chúng ta đi sang cái trò Friday the 13th. Đu. Sao bây giờ? À. Đây. Không phải. Mình di chuyển hướng khác. Uh-uh.
mà này nghĩ mãi chả qua, hóa ra ngay đây. Nổ như bong bóng luôn. Mà này khó hơn đấy. Mà này có ông cảnh sát thế này. Không phải tự nhiên người ta lại cho cái đường đi đây. Tôi chết rồi. Đúng là thách đố mình luôn nhưng làm sao mà đi vào đây. À, chúng ta chơi cái trò Brandy. Màn này chúng ta giải tám cuốn sách nhé. Let's go. Tăng tốc rồi. Cái bà già đó chẳng vào xuống đây đâu. Không vào xuống đây luôn đi. Giờ có quyển sách à? Tầng là đằng nào nhỉ? Ở đây có cái căn phòng này. Phòng này... Ui! Kìa, kìa bà ra kìa. Thường thì cái phòng này nó không bảo có cái gì cả. Ôi! Chết rồi. Chúng ta đi chơi trò cuối cùng, đó là Chôn Horror. Cái bàn này mình không hiểu nè. Hình như giữ ở đây đúng không? Giữ ở đây như thế này. Ủa, con chim này. Ồ, hết rồi, goodbye.